Phải bắt đầu bằng sự đồng cảm. Phương Tiên Sinh là một kỹ sư cơ khí. Anh đã nghiên cứu và phát triển thành công rất nhiều loại máy móc tối tân, đồng thời đã được đưa vào các nhà máy để sản xuất. Phương Tiên Sinh à, anh thật là tuyệt vời. Có được loại máy như thế này thì hiệu suất của công ty chúng tôi nhất định được nâng cao rất nhiều đó. Vợ của Phương Tiên Sinh là một người rất lương thiện. Cô là người học Phật nhiều năm. Từ trước đến nay cô không hề sát sanh hay ăn mặn, lại còn khuyên Phương Tiên Sinh cũng không nên sát sanh. Hả? Bà xã à, em chẳng phải là từ trước đến giờ không giết cá hay sao? Hôm nay việc gì xảy ra thế này? Số cá này không phải để giết ăn đâu. Em vừa mới ra chợ, nhìn thấy có người đang bán cá, liền mua về chuẩn bị đi phóng sanh đó. Ồ, em có tâm tốt như vậy à? Ông xã, phóng sanh và hộ sanh là việc lớn, có thể tích đức hành thiện. Anh cũng không nên làm việc sát sanh hại vật đó. Sát sanh à? Bà xã, em cũng biết mà, anh ngay cả một con gà cũng không dám giết, còn có thể dám sát sanh gì chứ? Được rồi, anh phải đi gặp khách một lát, em tự mình đi phóng sanh đó. Ừ, anh bận thì cứ đi đi. Người hẹn với Phương Tiên Sinh là ông chủ của một lò mổ lớn. Ông hy vọng Phương Tiên Sinh có thể nghiên cứu phát triển ra một cái máy giết heo quy mô lớn. Phương Tiên Sinh, chúng tôi cần một cái máy giết heo quy mô lớn, hy vọng anh có thể đến giúp chúng tôi nghiên cứu phát triển. Giá cả tuyệt đối sẽ không thiệt thòi cho anh đâu. Máy giết mổ heo à? Giết heo mà cũng cần máy móc à? Đúng rồi, hiện nay nhu cầu của mọi người đối với thịt heo càng ngày càng lớn. Công nhân giết mổ của chúng tôi là không đủ, mà có người nói giết heo là sát sanh, sẽ bị ông trời trừng phạt. Ồ, bà xã của tôi cũng là một người học Phật. Cô ấy nói sát sanh cuối cùng cũng sẽ nhận lấy quả báo. Đúng rồi, cho nên nếu như chúng ta có thể dùng máy móc để giết heo, như vậy có thể thay cho công nhân giết mổ, thế là mọi người chúng ta được ăn thịt heo, mà không có người vì giết heo mà bị nhận quả báo. Chẳng phải là vẹn cả đôi đường hay sao? Ồ, có đạo lý. Được rồi, tôi sẽ hết lòng nhanh chóng thiết kế ra cho ông loại máy như vậy. Ồ, cảm ơn anh rất nhiều. Từ hôm đó, Phương Tiên Sinh bắt đầu công việc nghiên cứu phát triển máy giết heo với quy mô lớn. Nhưng sau đó vợ của anh biết anh muốn nghiên cứu và phát triển loại máy móc này, nên đã cực lực phản đối. Ông xã, gần đây trông anh rất là mệt mỏi, anh lại bận rộn thiết kế máy móc gì nữa phải không? Đúng rồi, một ông chủ lò mổ lớn đã mời anh giúp ông ta thiết kế một cái máy giết heo quy mô lớn. Hả? Máy giết heo à? Ông xã, sao anh có thể thiết kế ra máy giết heo như vậy chứ? Anh chỉ muốn thiết kế một cái máy giết heo thôi mà, sẽ không cần phải đi giết heo nữa. Em làm gì mà kinh ngạc đến vậy? Ông xã, anh có bao giờ nghĩ là anh thiết kế ra loại máy giết heo này mà làm cho biết bao con heo bị giết chết hay không? Đây cũng là một loại sát sanh đó. Bà xã à, em nghĩ quá nhiều rồi đó. Không quá nghiêm trọng như vậy đâu. Điều này rất nghiêm trọng đó ông xã. Sát sanh sẽ bị nhận lấy quả báo. Chẳng lẽ anh quên em đã từng nói với anh câu chuyện về nhà khoa học đó hay sao? Vị này đã nhận được vô số giải thưởng. Tin tức về nhà khoa học nổi tiếng trên toàn thế giới đã dùng súng tự sát, làm cho cả thế giới bị chấn động. Nhà khoa học nổi tiếng như vậy, tại vì sao phải tự sát mà còn cầm súng tự giết mình? Mọi người đối với việc này đều cảm thấy không giải thích nổi. Kỳ thực cái chết của nhà khoa học này chính là vì sát sanh mà phải nhận lấy quả báo. Bởi vì trước kia ông rất thích săn bắn, đã bắn chết vô số động vật. Cuối cùng ông đã dùng súng của mình kết thúc sinh mạng của chính mình. Ông xã, em không cho phép anh chế tạo ra máy sát sanh đâu. Được rồi, thì ngày mai anh đi tìm ông chủ đó nói chuyện. Thế nhưng Phương Tiên Sinh đã không chịu từ bỏ việc nghiên cứu phát triển máy giết heo. Ngoài ra, ông chủ lò mổ đó còn giúp anh thuê một căn phòng để làm việc, dùng nó để che mắt vợ của anh. Phương Tiên Sinh, anh ở đây thấy có hài lòng không? Ừ, ở đây rất tốt, thật cảm ơn ông. Tôi đâu có tài cán gì chứ, có thể thuê được phòng ở đây cũng là nhờ quân trưởng giúp đỡ đó. Phương Tiên Sinh à, đây là lò giết mổ, nhưng chúng tôi hỗ trợ hết mình cho nhà máy sản xuất. Nếu như máy giết mổ heo của anh nghiên cứu phát triển thành công, như vậy sẽ tăng thêm thu nhập tài chính cho quận của chúng tôi. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Trong quá khứ tôi đã từng nghe nói ở nước ngoài có một loại máy, chỉ cần đưa con heo sống vào trong máy, mấy phút sau đã giết mổ, làm sạch và thái thành miếng, toàn bộ đều được tự động hoàn thành. Nếu Phương Tiên Sinh có thể nghiên cứu phát triển ra loại máy như vậy thì hay biết mấy hả?
Khi tôi tra cứu tư liệu, tôi cũng có nghe nói về loại máy này. Phương hướng của việc nghiên cứu phát triển của tôi cũng là để cố gắng làm ra một cái máy như vậy. Ồ, như vậy quá tuyệt vời rồi. Nếu có cái máy như vậy, nhất định có thể giảm rất nhiều nhu cầu về nhân lực rồi. Ông yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nghiên cứu phát triển ra nó. Vậy thì phiền anh rồi. Anh còn có yêu cầu gì cứ việc nói. Chính quyền quận nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để hỗ trợ cho anh. Tôi chỉ có một yêu cầu, là đừng để bà xã tôi biết tôi còn đang nghiên cứu phát triển cái máy này. Cô ấy là một người học Phật, luôn luôn phản đối việc tôi sát sanh. Đây không cho là sát sanh, anh chỉ là một kỹ sư chế tạo máy móc thôi mà. Đúng vậy, anh nghiên cứu phát triển loại máy này có thể thay thế cho rất nhiều người. Những người đó không sát sanh thì sẽ không bị báo ứng. Vậy là anh đang hành thiện rồi. Đạo lý này bà xã tôi căn bản là nghe không lọt vào tai đâu. Cô ấy cho rằng tôi chế tạo loại máy này là chiếc máy giết chết những con heo. Điều này cũng giống như tôi đang sát sanh vậy. Được rồi, Phương tiên sinh à, anh yên tâm đi. Việc này chúng tôi sẽ giúp anh giữ bí mật. Phương tiên sinh hàng ngày lừa dối vợ đến phòng làm việc nghiên cứu phát triển máy giết mổ heo. Mấy tháng sau, máy giết mổ heo cuối cùng cũng được nghiên cứu phát triển thành công. Cái máy này thật là tuyệt vời. Phương tiên sinh à, anh đúng thật là một thiên tài. Lập tức sắp xếp người chế tạo loại máy này. Tôi đã có một khao khát thật khó mà chờ đợi nổi. Tôi rất muốn xem cái máy này hoạt động như thế nào. Cuối cùng, Phương tiên sinh đã nghiên cứu phát triển và chế tạo thành công máy giết mổ heo quy mô lớn. Ngài chạy thử máy, ngài quận trưởng dẫn rất nhiều người cùng đến quan sát. Chỗ này là đầu vào, đầu tiên chỉ cần đem con heo nâng lên đặt vào chỗ này. Trước tiên máy sẽ chích điện cho heo hôn mê. Sau đó chỉ trong thời gian mấy phút ngắn ngủi, máy sẽ hoàn thành việc giết mổ, loại bỏ máu, rửa sạch và thái thịt. Ây da, cái máy này thật là kỳ diệu. Đúng rồi, ý tưởng này thật là hay. Tôi thật sự không biết thao tác xong hiệu quả hoạt động của nó như thế nào. Anh đi bắt một con heo đến đây, chúng ta thử cái máy này xem sao. Ừ, được đó. Không bao lâu sau, một vị công nhân đã đem heo tới. Con heo đó không ngừng giãy giụa và phát ra tiếng kêu rống từng cơn rất thảm thương. Phương tiên sinh, có phải là đem con heo bỏ vào đầu này phải không? Xin chờ một chút, để tôi đi khởi động máy trước. Sau đó, Phương tiên sinh đã tự mình ấn công tắc khởi động máy. Lúc đó, áo của anh vô tình bị móc vào máy giết mổ heo. Anh quay lại để tháo cái áo ra, nhưng không ngờ lực hút bên trong của máy quá mạnh đã cuốn anh vào trong máy. Cứu tôi với! Trời ơi, anh ta bị hút vào trong máy rồi. Mau mau tắt máy ngay. Ông chủ lò mổ chạy như bay lên phía trước tắt nguồn điện. Tuy nhiên, Phương tiên sinh làm sao còn sống được nữa chứ? Đúng như cách mà anh ta đã thiết kế, chỉ trong vài phút thôi, anh đã mất đi sinh mạng rồi. Mau, bảo cứu Phương tiên sinh ra. Người thiết kế và nghiên cứu phát triển máy giết heo là Phương tiên sinh trước đây không bao giờ nghĩ là chính mình rốt cuộc sẽ trở thành sản phẩm thử nghiệm đầu tiên cho cái máy này. Từ đây, ta cũng có thể nhìn thấy được sự tự tư và không một chút tâm từ bi nào của nhân loại. Nếu đưa vào máy giết mổ là một con heo thì mọi người sẽ hoan hô là đã nghiên cứu thành công phát triển một cái máy giết mổ, chứ không hề nghĩ đến sự thương tâm của những con heo. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật.